Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ở cái video trước á, mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách sử dụng cái khóa thông minh, cũng như là cách tắt âm tìm xe, cũng như là cách tắt âm khi mà chúng ta nhấn này, chúng ta tắt âm nhấn khóa thông minh. Thì ở cái video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn về cách điều chỉnh âm lượng, cũng như là điều chỉnh về kiểu kêu của khóa thông minh trên dòng xe Honda Vario 160 này. Thì bây giờ mình bấm cho bạn xem nghe thử nè. Đó, nó nghe 3 tiếng liên tục nhanh, là cái này mình đã chỉnh rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn ha. Đây, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn liền cho các bạn luôn. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi âm lượng trước ha. Thay đổi âm lượng trước. Âm lượng của mình là đang cái chế độ đó là lớn nha các bạn nha. Âm lượng thì nó có 3 mức, mức lớn, mức vừa và mức nhỏ. Nó kiểu kêu thì nó cũng có 3 kiểu ha, 3 kiểu, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn sau. Rồi, thì xe của mình là đang tắt nè. Rồi, chìa khóa cũng đang tắt luôn, cũng không mở được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào thao tác ha. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ bấm giữ cái nút này cho chuyển sang màu xanh. Đó, chuyển sang màu xanh. Và bước thứ hai, mình nhấn. Đó, mình nhấn để kích hoạt khóa thông minh lên. Rồi, bước thứ ba là mình sẽ nhấn giữ khoảng 2 giây. 2 giây để cho cái đèn này chớp chớp nè, cho đèn khóa thông minh nó chớp chớp nè. Rồi, nhấn giữ khoảng 2 giây ha. Rồi, nó chớp nè các bạn nè, nó chớp nè. Rồi, các bạn nhấn thêm lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập lệnh ha. Thì đối với cái nhập lệnh mà điều chỉnh âm lượng thì chúng ta sẽ nhấn cái nút điều tìm xe nè 2 lần và nhấn cái nút này 1 lần. Và chúng ta nhấn nè, nhấn lần lượt nha. Là tổng cộng 3 lần. Nè, 1, 2, nhấn cái. Rồi, lần tiếp lần thứ 2. 1, 2, nhấn cái. Rồi, tiếp lần thứ 3. 1, 2, nhấn cái. Rồi, bây giờ chúng ta bấm nút tìm xe này để nghe được cái âm lượng ha. Lớn nè, vừa nè, nhỏ nè, các bạn thấy chưa? Nè, nói lại nè, lớn nè, vừa nè, nhỏ nè. Đó, nhỏ hầu như là không nghe luôn á. Lớn nè, vừa nè, nè, nhỏ nè. Đó, mình thì mình thích lớn. Đó, mình thích lớn thì mình sẽ chọn mức lớn ha. Rồi, nếu các bạn ưng ý cái mức này thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta lưu. Một á là chúng ta giữ khoảng, để khoảng 10 giây là hệ thống nó sẽ tự lưu. Đó, hệ thống sẽ tự lưu. Còn bước thứ hai mà các bạn muốn lưu thì các bạn chỉ cần nhấn giữ. Đó, nó lưu rồi đó. Nó qua 10 giây rồi, nó đã lưu rồi đó. Đó. Còn nếu các bạn mà muốn lưu nhanh hơn thì chúng ta chỉ cần nhấn giữ, giống như bước 1 mà bước 2 nãy mình làm, nhấn giữ lên. Cái nghe tiếp cái là nó sẽ lưu. Đó, bây giờ mình sẽ test lại nè. Đó, cái này là đang kích hoạt cái chống chợt. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nó kêu lớn rồi nè. Đó, nó kêu lớn. Rồi. Bây giờ mình thao tác lại cho các bạn ha. Thao tác lại lần nữa để cho bạn dễ hiểu nè. Rồi. Đầu tiên là các bạn sẽ mở cái khóa thông minh này lên, chuyển sang màu xanh, đèn màu xanh nha các bạn nha. Cái chìa khóa hình dạng màu xanh. Đó. Chuyển sang hình màu xanh. Rồi. Cái bước thứ hai là mình sẽ nhấn một cái để cho nó hiện cái chìa khóa thông minh lên, và chúng ta nhấn giữ khoảng 2 giây để cho cái khóa thông minh nó chớp nha. Nghe tập cái là chớp. Rồi, nó chớp rồi nè các bạn nha, chớp rồi nè. Rồi. Và nhấn thêm lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta nhập lệnh ha. Bấm 2 lần nút tìm xe và 1 lần nhấn nút này là tổng cộng 3, là làm 3 lần như vậy nha. Là 1 nè, 2 nè. Nhấn cái. Rồi, thêm cái nữa. 1 nè, 2 nè. Thêm cái. Rồi, thêm cái nữa. 1 nè, 2 nè. Rồi, đủ 3 lần đúng không? Rồi bây giờ chúng ta bấm nút tìm xe để chúng ta lựa chọn cái âm lượng nha. Lớn nè, vừa nè, nhỏ nè. Rồi, các bạn chọn nhỏ thì các bạn lưu. Rồi. Rồi, mình thích lớn thì mình chọn lớn. Đó. Rồi, nếu các bạn muốn lưu đúng không? Để 10 giây hoặc là nhấn giữ. Bây giờ nhấn giữ đi. Nhấn giữ thì sẽ lưu. Rồi, bây giờ nó lưu rồi đó các bạn. Nè, bây giờ bấm này các bạn nghe nè. Đó, mức lớn đúng không? Rồi, đó là những cái bước mà mình điều chỉnh âm lượng khi mà chúng ta nhấn nút tìm xe hoặc là kích hoạt cái khóa thông minh lên. Rồi, bây giờ cái cách mà để thay đổi kiểu kêu thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn luôn. Có 3 loại kiểu kêu ha. Một loại kiểu kêu là kêu 2 tiếng bíp nhưng mà nhanh. Một loại kiểu kêu là 2 tiếng bíp nhưng mà kéo dài. Một loại kiểu kêu là 3 tiếng bíp. Mình đang xài 3 tiếng bíp. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Thao tác thì cũng làm giống hồi nãy thôi, nhưng mà nó khác một tí ở cái chỗ nhập lệnh. Nhập lệnh hồi nãy là mình bấm này
này 2 lần đúng không? Và bây giờ là mình bấm nút tìm xe này là 3 lần. Nên là các bạn bấm từ từ thôi. Bấm từ từ thôi, bấm từng lần lần lượt một, bấm chậm rãi lần lượt một, không cần phải bấm nhanh. Bấm nhanh thì nó sẽ không có ăn cái lệnh các bạn nha. Bấm lần lượt từng chậm rãi thôi. Đó, bây giờ mình sẽ thao tác lại cho bạn xem về cái cách mà điều chỉnh kiểu kêu. Rồi, làm thao tác đầu tiên giống như nãy thôi. Rồi, kích hoạt cái chìa khóa lên cho nó màu xanh. Rồi, bước thứ hai là mình nhấn để mình kết nối ha, cho hiện cái chìa khóa này cam lên. Mình kết nối giữa cái bộ điều khiển này với cái khóa này. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn giữ giống nãy nha, nhấn giữ giống nãy luôn. Rồi, nó nghe cái tập này nè và đèn chớp chớp nè, đèn chớp chớp. Rồi bây giờ mình nhấn thêm lần nữa. Rồi, bây giờ bước tiếp theo nhập lệnh ha, mình bấm nút này 3 lần và nút này 1 lần, làm lần lượt ha, và tổng cộng là 3 lần. Tổng cộng là 3 cái ha. Rồi, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi, nhấn lần cái. Rồi, lần thứ 2. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi. Lần thứ 3. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn kêu kêu nha. Đấy này, kêu 3 lần mà kêu nhanh nè. Kêu 2 lần mà kêu kéo dài. Kêu 2 lần mà nhanh. Đó. Còn nếu các bạn thích 3 lần. Đấy 3 lần như thế này nó giống mình đúng không? Là các bạn để 10 giây thì sẽ luôn. Hoặc là các bạn nhắn giữ khoảng 2 giây cho cái đèn cam này tắt nè. Rồi, bây giờ đã lưu rồi đó các bạn. Đây. Rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Nghe 3 lần đúng không? 3 lần nhanh. Thì đó là cái thay đổi kêu kêu. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thao tác lại một lần nữa để cho bạn dễ dàng mình quan sát ha. Và các bạn nhớ nha, bạn nhắn lần lượt từng cái là nè, nhắn 1 nè, 2 nè, nó giống như mình thôi. Chứ không cần phải bấm nhanh những gì là không được nha các bạn nha, nó sẽ không ăn lệnh. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thao tác lại từ đầu. Rồi, các bạn phải nhớ nè, bước 1 thì các bạn phải chuyển sang cái đèn này sang màu xanh nha. Rồi, chuyển sang màu xanh. Bây giờ mình chuyển sang đỏ lại đi. Rồi, bây giờ nó đang đỏ nè, đang đỏ đúng không? Rồi, chúng ta bấm giữ để chuyển sang xanh là bước 1. Bước 2, chúng ta nhấn để kích hoạt cái này lên cho nó màu cam. Rồi, bước thứ 3, các bạn nhấn giữ. Nhấn giữ khoảng 2 giây, 3 giây gì đó thì nó sẽ nghe cái tập cái là nó chớp đèn. Rồi, nó chớp đèn. Rồi, nhấn thêm một lần nữa. Rồi, nghe tiếp cái ha. Rồi bây giờ chúng ta nhập lệnh nè. Đó, để mà thay đổi kêu là nhập 3 lần, bấm vào bằng 3 lần nút tìm xe. 1 2 3 và 1 lần ở đây. Rồi, tiếp đến lần thứ 2 nè. 1 2 3 và nhấn thêm cái. Rồi, 1 2 3 thêm cái. Rồi, bây giờ chúng ta chọn kêu ha. 3 lần kêu nhanh. 2 lần kêu kéo dài. 2 lần kêu nhanh. Rồi bây giờ nè. Rồi bây giờ mình thích chọn kêu này. Rồi bây giờ mình sẽ để giữ để khoảng 10 giây là nghe tích cái là sẽ luôn ha. Đấy. Giờ các bạn chờ đó. Rồi bây giờ chờ xíu nha. Cái đèn đang chớp nè. Đó, chờ xíu là nó sẽ luôn. Đó, khoảng 10 đến 20 giây là nó sẽ luôn. Đó, bây giờ nó luôn rồi đó các bạn. Dễ đúng không? Mình nghĩ thì chắc chắn các bạn sẽ làm được thôi. Các bạn làm chậm gãi theo nãy giờ mình hướng dẫn cho các bạn á. Thì bạn sẽ làm được thôi. Có thể là nếu mà mình làm có nhanh quá thì các bạn xem lại ha, từng bước giùm mình. Đó. Nhưng mà cái đèn khóa thông minh trên cái dòng Vio này á, nó sẽ không có đèn nha các bạn nha. Không có đèn giống như dòng AB. AB thì sẽ có đèn. Đó, AB thì mình sẽ dựa vào cái trên cái đèn chớp chớp ở đây. Còn nếu mà dùng xe nào mà không có đèn thì nó sẽ hiển thị cái đèn chớp chớp lên khóa thông minh này. Đó. Thì nãy giờ mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn về cách thay đổi kiểu kêu của nút tìm xe và thay đổi âm lượng khi mà chúng ta bấm nút tìm xe. Đó. Thì các bạn có thắc mắc gì thì bạn cứ comment phía dưới. Hy vọng thì video này sẽ giúp ích được các bạn ha. Các bạn thao tác làm chậm gãy giống như mình thôi là các bạn sẽ làm được. Các bạn nào mà chưa gành về sử dụng cái remote này thì bạn xem lại video đầu tiên thì mình các bạn xem lại video cho mình ha. Rồi, video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng hai cái này. Rồi, cảm ơn các bạn.